Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Và thì cũng hơi bị lâu rồi mình mới quay lại cái game Fire 5. Thì trong cái video này nếu mà có những cái chỗ mà nó bị nắc á, thì anh em cũng thông cảm vì trời ơi thiệt chứ. Mình tính lấy xe, cái xe anh cha nãy dành xe rồi. Thì mình vừa chuyển phần mềm quay mình qua, mình quay bằng OBS á. Nếu mà có những cái chỗ lắc thì anh em thông cảm, tại vì nói chung là anh em nào làm YouTube thì sẽ biết là thông thường người ta hay quay game bằng GeForce. Nhưng mà tại vì mình cái do cái chắc là lỗi cấu hình, do cái máy mình á, một cái nó có một cái chắc là có thể là do card đồ họa nó bị lỗi, là khi mình quay bằng GeForce do một số phần mềm không có tương thích đúng được cái định dạng video và nó hay bị lệch tiếng. Thì thôi bây giờ mình chuyển qua OBS mình quay luôn. Thì tập này thì võ sư tướng của chúng ta thì vẫn còn bị đau răng, cho nên là mình quyết định là dẫn cho một mình nữa thôi. Mình chờ võ sư tướng hoài thì mệt quá, nên sẽ làm hết mấy cái nhiệm vụ ở dưới đây. Nhiệm vụ này thì mình vẫn còn nhận đây nè. Ok, cái nhiệm vụ con mẹ này hình như là tập trước mình nói mình sẽ làm, nhưng mà nhiệm vụ này nó kêu đi tìm mấy cuốn sách thì mình vẫn chưa tìm được. Thì trong tập này chắc mình đi chiếm nồm đi, chiếm nồm nhiều hơn. Nồm đâu rồi? Nồm ơi nồm. Nồm yêu dấu đâu rồi? Không có thấy được cái nồm nào cả. Thì chuyển lại làm vụ chính đi. Định đi chiếm nồm, thế không gặp được cái nồm nào hết thì thôi. Thôi nhiệm vụ vụ này đi. Nhiệm vụ của Baron. Tại sao những kẻ giàu có người ta luôn gọi là Baron nhỉ? Trong hầu như mình coi phim á, mình thấy đứa nào giàu hay đặt tên là Baron. Chẳng lẽ trong liên minh là Baron là cái thằng giàu có, nó ở đó nó chờ người ta tới. Ủa sao không thấy nó đánh dấu cái nhiệm vụ nó đâu à? 4.000 mấy mét gì đó, chắc là xa lắm. Xa. Thấy không ta? Sao mình thấy không thấy nhiệm vụ của chả Baron đó nhỉ? Chắc là nằm đâu trên đây. Xa quá, nghĩ đi. Mình phải giải phóng cái khu vực trước đây, trên đây trước. Nhiệm vụ của Miner Tam Sẹo thì bỏ đi. Rồi mình dịch chuyển tới đây luôn, sát bên có cái chỗ dịch chuyển. Tới đây nhận cái nhiệm vụ này. Ở đây tại vì do cái cửa sổ nó chá sáng vô nên là cái cam mình nó sẽ bị bạc màu. Đó, nếu mình che lại mình mới thấy được bên đây, thì giờ mặt mình bên sáng bên tối vậy. Còn quay tối thì cam nó không được sáng sủa thì nhìn mình cũng không được ổn cho lắm. Nói chung sao cũng được, quan trọng là chơi game vẫn là bét sụp là được rồi. Tại vì nhà mình đang có khách nên là mình không có nói lớn được. Bây giờ nói đi nhí vậy thôi. Ô, cái thằng cha này đâu rồi? Ảnh hưởng đến người ta ngồi ngoài, người lớn ngồi ngoài nói chuyện mà người ta không biết, cứ ngồi đây người ta đang nhìn vô đánh giá nó. Ủa, cái thằng này nó ngồi nó nói chuyện một mình. Ở vậy những cái người già bây giờ khổ nổi. À, nhiệm vụ của anh da đen rồi này. Lâu lâu lại làm nhiệm vụ của anh da đen môi bự. Anh da đen môi bự rồi, chuyển nhiệm vụ thôi, không có làm nhiệm vụ của Baron. Baron thì xa quá nên là bây giờ qua hết hồn. Nhìn hình thấy hình của thằng trai ở trần lực lượng cứ ngỡ đâu, nhưng mà may mắn là không phải. Sao không? Sao mình không thấy được cái chỗ nhiệm vụ của ta? Ồ, không lẽ là mình phải tự chạy xe tới đây? Đây nằm tuốt trên đây. Tưởng đâu à? Thì bây giờ là lười chạy xe, lười kiếm tiền rồi. Trong cái game này nó không có cái gì để kích thích cho mình phải mà đi bộ hay là chạy xe giống như là trong Faraday 4 cả. Thiệt, mình khi mình chơi cái game Faraday 5 này mình rất là thất vọng. Thật sự luôn. Người ta có thể gọi đây là bom tấn nhưng mà nó mất đi cái chất của Faraday ngày nào. Nói chung mình vẫn thích nhất là Faraday 4 và Faraday Rainbow. Không hiểu tại sao cái game này nó lại làm thành như thế này. Anh em thấy không? Nếu mà để ý, chịu để ý thì ở cái súng với cái bao tay mình nó không có cái độ chi tiết bằng của Faraday 4. Thậm chí nha, nếu mà các bạn xem kỹ, các bạn đã từng chơi qua Faraday 3 thì sẽ thấy những cái đồ họa ở gần, chẳng hạn như súng ống hay là những cái vũ khí mà ta hay là cái tay mình, hay là cái viên đạn khi mình bắn ra lửa đồ á, lửa trong cái súng bắn ra nó lại đẹp hơn Faraday 4, và Faraday 4 lại đẹp hơn Faraday 5.
Wow, hên quá không thấy. Bữa nay tuần tra rồi. Bây giờ mình không có cái cung, tại cái cung này nó cùi bắp quá nên mình không sử dụng cung nữa. Rồi chỉ có mấy đứa đó đi tuần tra thôi ha, xử tử từng đứa mới được. Nó đi tuần tra hướng nào, nó có quẹo qua đây không? Rồi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Chuyển qua chế độ sụp gân thôi à. Cái pha đó là con chó bắn chết, con chó nó giết nó chết chứ không phải mình. Rồi, đâu rồi, đâu mất hết này, hai thằng này. Ôi, nó dám giết con chó mình luôn. Mày láo hả mày? Trời ơi, dám giết chó của tao. Giận liền. Giận là giết liền. Không biết này có giải cứu ra miner nào làm cho Tuấn tiếc thương không, chứ trong cái trong đây mà có giải cứu ra được một miner nào là Tuấn là nó khoái liền. Mà tiếc là võ sư Tuấn của chúng ta đang bị đau răng, mới bẻ răng sữa. À, thanh niên tẩy não bị bắt ở đây. Gì đây? Giết chết nó hả? Ồ, không phải giết nó. Quên nó đó có cái lệnh kêu đâu, mình giết nó làm gì vậy? Rồi. Ai trời ơi. Làm cái gì đây? Ra lẹ có mấy bà nội. Hình như là mình phải lôi nó đi, hay là mình giữ nó, tụi kia sẽ đến chứ. Chứ là có lẽ là tụi nó sẽ tới cứu nó. Đúng rồi. Cái ôi, hết hồn mày. Chó nó cứu mình nhiều pha bàn thua trông thấy. Cái gì vậy? Quy. Mở quy lên được cái gì? Nó kêu mình học kỹ năng đó. Mấy kỹ năng này thì éo hiểu. Thật sự gọi là éo hiểu. Rồi học đại kỹ năng này đi. Chỉ là một thằng tẩy não không mà tụi nó làm nghe cái gì có vẻ như là rất là nghiêm trọng. Tới nó cứu cái thằng tẩy não đó. Trời ơi, thiệt chứ cha nội đi ngang quần quần trước mặt ta làm cái gì chứ, chết không biết nữa. Lẹ lên. Ủa cái thằng đó chắc là nó sẽ khai ra một cái thông tin gì nên là mình bắt nó. Xong chưa? Lâu vậy. Ôi, tiến công bằng cổng sau nữa chứ.
nhưng cái lúc này mình phải tập trung chứ không thể bình luận được. Chơi của mình là phải tập trung hết mức có thể để giữ cho được cái con tin. Rồi nó dám giết con chó của mình. Còn bị mít nó giật nữa chứ. Xong rồi. Không có biết là lúc nãy là sau khi cái màn BK đó thì mình có máy mình có trong video bị giật lắc không, thì mình không để ý được cái khung hình, mình không để ý cái khung hình bên phần mềm quay. Rồi, bây giờ vô làm gì nó đây? Giác nó đi. Đưa lên xe. Trời ơi, mình là con gái mà phải giác cái thằng này trên người vậy ha. Anh da tóc xù nè, tóc quăng nè. Tóc quăng gửi cảm hả mày? Đó câu giờ đi, mình sẽ đưa nó đi. Rình chị hả mày? Cố gắng tập trung, không để thất bại cái màn này được. Cái dòng này là không thể tấn công thầm lặng nha anh em. Chứ nếu mà bình thường mình tấn công thầm lặng cho coi. Ô, nhiều lo nhiều chuyện. Còn tí nữa chết rồi. Ôi. Đừng có để chết mà. Này là thuộc thể loại video tập trung nên anh em thông cảm là mình không thể nổ về, mình không có thể nói về cái khả năng pro về dạng mà bét sụp của mình được, mà mình chỉ có thể là tập trung và chơi thể hiện được cái cho anh em thấy thôi. Tập này mình không có sụp được nhiều chứ không là mình sụp nát cái thằng đang ở trên vai mình rồi. Rồi đi đi em, chạy đi, chụp xuống nữa hả, chạy đi bà nội. Ủa như thằng này giống như là chết rồi, xúc dây rồi. À mình là thoát khỏi đây để cho nó tự chở đi. Nhiệm vụ chỉ có như thế thôi. Cũng may là tuy là dốt nhưng mà vẫn có một chút ít kiến thức về tiếng Anh, cho nên là còn biết sơ sơ gì nữa. Rồi làm cây cần câu. À mình cũng có cần câu mà làm. Chưa. Tại sao mình lại mất cần câu nha? Ở đây toàn cá nhỏ không. À, đâu ra có thằng chồng đít ngay đó nữa kìa. Ớ rồi, xảy cá rồi. Thôi được rồi, lên đây lượm mấy lục đồ mấy này, lấy lại chút ít đạn để gỡ vốn coi, khỏi tốn tiền mua. Ủa, nằm dưới rồi. Đây có xác của mấy thằng mình lục để đỡ tốn tiền mua đạn không? Công việc vẫn thường làm đó mà. Ủa mà mình cái với cái việc mà mình để dành tiền để làm gì anh em? Thôi thì làm vụ từ từ cũng có tiền thôi. À, cái nhiệm vụ này không cho mình cái ấy luôn kìa. Không cho mình cái
không không cho mình được cái điểm cái kỹ năng gì hết rồi. Bây giờ thì không thấy cái kim cương nào nữa. Rồi nhiệm vụ của anh cha anh da đen hết rồi hả? Hết nhiệm vụ của anh da đen rồi. Bây giờ đổi qua coi. Nếu giờ mình làm nhiệm vụ chính thì nó có nghĩa như là nó quá dài đúng không? Nó quá dài. Mình sẽ xuống khu vực này mình đi tuần tra đi. Mình tuần tra mình mở rộng cái lãnh thổ của khu vực mới coi là có cái gì không. Tại vì video nó cũng bây giờ là nó đã 15 phút rồi. Ở đây rồi mình ở đây nó không có bán xe rồi mình định lấy chiếc xe chiến của mình ra mình chạy mà không có. Rồi hỏi cái anh cha này có chỉ cái chỗ nào làm vụ không. Không, cha này không chỉ rồi. Này là nó chỉ nói chuyện rồi dắt nó đi chung thôi. Nhưng mà người ta nói là nam nữ thọ thọ bất thân. Nghĩ sao dắt cái thằng này vô rừng rồi giữa đường rồi nó nờ ứng rồi làm sao mình chịu nổi. Nó đè mình xuống nó quất cái là thôi đi. Khỏi chơi game nữa, vác cái bụng bầu đi vác cái bụng bầu để đi đánh tụi tẩy não thì chết à. Khó à, cái đó thì bỏ. Để coi em nãy giờ mình bắn mình tổn thất bao nhiêu tiền, nhiệm vụ cho có 1 tí tiền nè. Thiệt đáng lẽ mình làm vụ là mình giúp tụi này thì tụi này phải cung cấp đạn miễn phí cho mình đúng không? Đằng này là mình nó mình phải mua đạn để làm nhiệm vụ. Không ngờ nó xấu xa tới cỡ như vậy. Ủa? Hình như là khu vực này nó cách biệt. Cái khu vực tối dưới đây là nó cách biệt, tại mình nhớ không lầm là trước đây mình đã xuống rồi. Nhưng mà nó không có cái vị trí bản đồ. Ôi vậy xuống đây làm gì trời? Mình nó không có hiện cái khu vực sáng của bản đồ ra. Rồi thì chạy đỡ ở đây đi. Chạy trên đường coi có gặp ai không? Nếu mà mình hỏi anh em nè, nếu mà anh em mà chơi ở anh em đã từng xem Far Cry 4 và chơi Far Cry 4 thì anh em cảm thấy là Far Cry 4 hoặc là 3 so với Far Cry 5 như thế nào? Cá nhân mình cảm thấy cái kỹ năng trong Far Cry 5 này nó không được hay bằng trong Far Cry 4. Ôi này bắn không nổ xe hả? Đâu? Bắn hai phát nổ như vậy là nếu mình có máy bay thì ngon rồi. Đúng không? Ui, hên là con chó mình nó không chết à. Đâu đâu đâu, tới đây nạp mạng nữa phải không? Quay 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 bơm bơm. Này phải bắn hai phát mới nổ xe được. Còn cái máy bay đó thì mình chơi không lại đi, súng này không chơi lại chỉ trừ khi có rocket thì mình bắn thôi chứ. Đâu mình thử coi. Mình thử coi cây súng này bắn được máy bay không? Chúi xuống. Hụt rồi. À, mày ở đây hả mày? Mày làm gì đây? Đâu rồi, cái máy bay đâu rồi? Cây này chắc là nếu mà nhắm một phát thì chắc bốc khói máy bay hoặc có thể rớt thì máy bay chắc mình nghĩ là không trâu bằng xe đâu. Ủa xe của mình rồi cháy hết rồi lấy gì mà tuần tra. À có thằng này nó đụng chết lúc nãy mình thấy nó đụng chết con heo xong rồi bỏ trốn nè. Nó dạng như là thuộc cái một cái dạng mà vô trách nhiệm, không có trách nhiệm với xã hội. Ô chó nó thả súng cho mình kìa. Ôi, nó dám đốt cháy chó của mình.
Ôi học rồi. Cái pha này là mình lỗ tiền đạn nè. Rồi chết chó luôn rồi. Ôi, thiệt chứ. Đâu mình về thử coi bao nhiêu đây mình lỗ bao nhiêu tiền đạn nè. Nãy giờ mình bắn cái này là mình không có thu hồi vốn. Đây là lỗ là cái chắc luôn. Lỗ nặng. Đồng trời ơi thì chứ. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.